đây không? Alo, có ai ở đây không? Gì ở nhà tôi đấy? Tôi đi rừng không may bị thương. Bây giờ đã tối rồi nên là tôi xin ngủ nhờ đây một tối được không? Anh bị thương á? Anh bị thương có nặng không? Bị ngã đứt khá sâu. Nhà anh ở tận đâu? Nhà tôi ở xa lắm nên là đi qua đây thấy có nhà nên tôi ghé vào. Để xin ở nhà một tối. Thôi được rồi, anh bị thương anh cứ ở đây tạm một tối. Tôi vừa làm được căn nhà ở trên đấy, tối anh cứ ở dưới này, tôi ở trên. Vâng, vậy tốt quá, xin cảm ơn cô. Anh anh về à? Ừ, anh vừa về. Chân em đỡ rồi à? Đỡ hơn nhiều. Số 8 được thế là tốt rồi. Số này là có. Số này là không lời gì được rồi đấy. Anh chuẩn bị đi á? Anh chưa, còn ở đây với em vài ngày nữa. Muốn anh đi không? Nói sao đây lấy đồ ấy. Thật chứ. Anh đi lấy quả về ăn. Em cho anh đi lấy quả. Ôi giời. Ôi giời đẹp đấy. Chuyện là mua cho cái chảo cho tin. Hôm nay anh đi rừng gặp gốc quả sai nhiều nên anh mang đi ra chợ bán. Mới có tiền để mua cho em. Ôi quả này ngon lắm ấy. Để anh thử xem này. Anh có vừa không? Quả nha.
bây giờ rửa sang bên kia đi. Xong rồi mình lấy thuốc chỗ này, xong mới lấy đá lên kè đây. Bây giờ làm cái này trước. Thank you.
cúm như thế này à? Thế là tối nay được một bữa ngon rồi nhỉ?
nhà. Đi ra tí hôm nay rồi.